Đây là đánh cọc cá lóc nha mọi người. Nắng quá chỗ này nó mát mà mình ghé mình câu được không sao. Hên xui nha. Mày cá cũng hiếm lắm. Ở đây nó chích địa những lắm mà cá không sợ nhát ăn mọi người. Câu mình kéo nhẹ nhẹ trong mấy cái lỗ cỏ nó ở trong đó lúc thường nó ở trong mấy cái lỗ cỏ đó, nó núp chỏng á, nó rình mồi nó nhìn mấy con côn trùng ở trên cỏ rớt xuống lúc mình cũng tạo con mồi đi ếch xanh mình dụ nó nhảy mặt nước vậy nè. Chứ mình nhảy mặt nước thì mình câu cá nhỏ thôi, cá lớn đang ngầm ở dưới đó. Mình câu ngầm này mọi người cũng thấy nó không hành động cho mình được câu nổi mọi người xem. Ra đây cỏ quá câu ngầm không được đó. Cá giờ hiếm không ngoài câu mấy hiệp rồi đó mà không có video cho mọi người xem đó. Hôm nay biết là có video có cá mình đưa lên cho mọi người xem hay không. Không có cá thì câu không có cá đưa video lên kỳ lắm mọi người. Nên video là có cá tôi mới đưa rồi. Không có cá không có đưa lên đâu. Đưa lên mọi người coi mọi người chán. Có cá mọi người vui. Cá ít quá, không có dịp đi U Minh Thượng Tràm Chim được đâu. Hôm nay thấy trời cũng đẹp rồi, hơi nắng nhưng mà thấy cũng được. Đầu có mấy cái cây này giật dướng hoài không được. Cá ăn nha mọi người. Cá ăn nha mọi người, chín rồi đó. Chín rồi mọi người. Nha mọi người. Tôi đang lội nó vào chín rồi. Trời ơi bự nha. Xàm xàm mà nó ăn nè. Thì này mọi người cá to ghê á. Thấy không? Nhìn cá đẹp không? Bự à. Đó, thấy chưa? Cá quá ngon ha. Con này cũng cỡ 6-7 lạng vậy nha mọi người. Cái này là đẹp rồi ha. Tôi gỡ nó cái đã nha mọi người. Gỡ nó xong rồi câu tiếp. Cá này ngon coi bước đầu nha. Gì vậy? Bữa nay hết rồi, may mắn có video cho mọi người coi rồi. Có cái miệng nè. Miệng cỡ này nè, ăn rồi cái móc vô cái lưỡi, cái miệng lưỡi câu vô cái lưỡi luôn rồi hết sảy rồi. Bởi nãy vướng cỏ đâu có ấy, tôi nói vừa nói kéo vô mấy cái lỗ lỗ cỏ đó là nó sẽ ăn. Cũng thiệt á, vừa vô nó quất liền luôn á, cái này mới kéo 3 đường à. Hôm nay hên thiệt á mọi người. Để rỡ cá rộng đó nha.